biết, còn không thôi anh bỏ sân khấu lâu lắm rồi, anh ở chui trong phòng thu với là làm nhạc phim nhiều, thành ra là anh cũng ít có theo dõi. Mà may quá tự nhiên từ hồi hết dịch cho tới bây giờ thì anh cũng làm show nhiều, thành ra là gặp bạn này mấy lần thì anh cũng nắm bài, thành ra là ít nhất là anh cũng có phân sự ở bài của show. Yeah. Chồng tía là mấy show đó, chồng tía là mấy show đó, mình xin lỗi mọi người là mình thường quên cái ác phương xưng với nhau là mày tao. Nhìn đến như vậy nhìn mặt nhau xưng tôi với bạn thấy nó sai quá. Cũng thấy cẩn thận là lúc nào mà tụi tôi ở mà vung ngoài chồng tía là mấy show mà con ác với anh tí thì không tới nỗi quá tệ. Anh tí mới nhận lời chứ nếu mà ác kia, tại mọi người ngày xưa có hát cái nhạc phim là anh tí biết luôn. Thì em thu cái phim nó xong là không thấy anh tí nhớ gì luôn, mất tiêu luôn á, không bao giờ thấy sự anh tí xuất hiện trong cuộc đời luôn. Cái đó là vô tình hay là chi cô ấy sáng dở lắm rồi sáng dở lắm. Với lại có lẽ đọc đặc biệt lắm cho anh kể không? Dạ anh kể. Dạ anh kể đi em kể. Anh kể. Anh kể nó ra. Bài đó trong phim Công an nhà họ Hương. Phim đó là phim của Vũ Quốc Đảng. Không biết ai coi, không biết ai nhớ phim đó không, phim đó lâu lắm rồi. Thì đó là bây giờ Quân hát, rồi Quân cũng hát thôi, rồi đi về thôi. Thế cách đây không lâu thì mới hát là bài đó thì anh nói chắc ồn Quân biết không, gần như đó là cái bài hát duy nhất mà của anh viết về tính, anh chưa bao giờ viết về giới tính thứ ba hết. Quân nói chứ nhìn anh như này, ủa em không biết, em cứ hát vậy thôi chứ em không biết, và không biết luôn. Dạ em cũng không biết đó, là đồng tính luôn á, từ đúng người đó nam. Sao anh thấy chứ em hồi đó em cũng biết là tại sao anh chọn em mà bây giờ thì em biết rồi. Thì bây giờ nhờ em nói thì anh mới là biết rồi đó, chứ còn bài đó anh chỉ chọn lại thôi. Mà nhờ anh nói em biết xong em mới hát được cái bài đó mọi người. Chứ lúc cái lúc mà cũng thu á là cũng không hiểu biết, không hiểu câu chuyện là cái gì. Phim mình cũng không được coi mọi người, mình chỉ thu thôi. Thì sau này nhưng mà anh Trí ơi, Đầu Quân có hát đúng cái tinh thần mà anh mong đợi không? Chắc sao giờ đúng dòng xa quá vậy. Tôi có ánh sáng chiếu rọi bạn nên là tôi phải đáp ứng thôi. Có phải người nào cũng được ánh sáng nó chiếu ra đúng không ạ? Có lẽ là ở đây đó, khán giả làm được cái gì nhưng mà từ đó giờ anh cũng lần nào cũng làm một cái show nào mà đúng cái buổi họp ở ai cũng hỏi đúng cái câu này mà anh cũng nói đúng một câu trả lời thôi ạ. Có thể lúc là cái câu trả lời của lần show trước thì lắp vào cái show này cũng dàn nhau. Là từ đó cho tới bây giờ mà anh làm concert là anh làm hết mức và chưa bao giờ có cái concert nào mà anh dở hết trơn. Thành ra là chắc chắn là lần này cũng không thể nào dở được. Yeah. Mà anh thích chứ không dở người dở thì có thể là mình thôi. Cảm ơn anh Trí ạ. Lại là một câu chuyện dài đó. Linh không biết sao mà live show lần này quan trọng như vậy. Nhưng mà hình như là Quân có thể lúc đó đang bận rộn đầu tắt mặt tối nhưng mà Linh hiểu cái chuyện mà live show là như thế nào. Cho nên là nhờ Phúc nói với Linh. Nhưng mà thực ra cái cảm xúc của Linh lúc đó Linh như vậy nghĩ rằng là chắc là lần này Quân có rất là nhiều áp lực đây. Cho nên là Quân đang tự gọi là sao ta, tự điều tiết hả, tự điều hòa cái công việc cũng như là cái không khí mọi thứ xung quanh Linh. Vui mừng cho Quân và Linh hơi tiếc là Linh chỉ tham gia được một buổi thôi, nhưng mà hy vọng rằng là mấy anh chị em ở đây sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ cùng nhau và không ở đâu xa mà là ngay những đồng nghiệp gần mình sẽ cho mình những cái cảm xúc cũng như là cái cảm hứng để mình tiếp tục làm việc trong những năm tới. Cảm ơn chị Minh đã đuổi nhau. Nhưng mà chị Linh là chị nhận lời ngay hay là ekip có phải thuyết phục chị rồi gạ gẫm dụ dỗ gì không chị? Linh thì Linh nhận lời ngay khi mà Linh kiểm tra kỹ càng cái lịch, tại vì mọi người biết á thời điểm cuối năm thì sẽ có bị nhiều cái lịch nó gần vào nhau, và đặc biệt là những cái ngày mình chọn đẹp thì lại càng có nhiều cái lịch trùng vào nhau sự kiện. Nhưng mà Linh rất là vui và ít nhất là cũng tham gia cùng với em mình một buổi. Chưa biết là hát cái gì đây. Nghĩ từ bữa tới giờ luôn đó. Em đang tính hỏi luôn đó là không biết là lần này
điều gì đặc biệt và đã chuẩn bị hay chưa? Tại vì thực ra thì mọi người cũng đã rất là yêu mến chị Linh và Quân với những cái tiết mục trong suốt thời gian vừa qua rồi, thì bây giờ là có cái gì đó lạ lạ, nó mới mẻ, nó thử thách trong cái sự kết hợp lần này hay không? Rúi vào tay tí liền. Hát lại bài nãy đi, bài nãy nó hát của em, nó lại hát lại tại nó. Lê Hiếu, Lê Hiếu có đây không ạ? Không, đừng có hát cho. Bài đó hay mà. Em có tin là cũng sẽ có rất là nhiều những cái sự thú vị. Bây giờ cái bài gì mình nói hết rồi đâu còn gì đâu hay. Đó, thì bây giờ em hỏi thử, nếu mà nhá được cái gì cho mọi người mong đợi thì cũng đỡ. Nhưng mà thôi thì bây giờ nếu mà mọi người muốn biết thì mọi người hãy đến với concert của Trung Quân. Anh Phúc nhắc lại giùm em thông tin của hai đêm nhạc. Ngày 28 tháng 10 thì khách mời sẽ là Hà Trần, Thùy Chi và một ca sĩ bí mật. Sẽ công bố và ngày hôm đó thì mọi người sẽ biết người này là ai. Bây giờ thì mọi người có cứ việc đoán già đoán non, Phúc nghĩ là mọi người cũng đoán được vài cái tên cũng gần gần đúng rồi đó. Ở Hà Nội thì là Hà Trần, Quyên Linh và ca sĩ bí mật đó cũng sẽ tiếp tục xuất hiện. Em còn biết là ai vậy hả? Em nhìn cái bóng đen em còn chưa nhìn kịp là nam hay nữ. Và Phúc nghĩ là sau ngày 28 tháng 10 thì đây có một cái tên. Em là nam nữ ca sĩ đây. Sau ngày 28 tháng 10 thì sẽ cái nhân vật đã lộ diện rồi, mình sẽ sửa poster. Sẽ up pixel trên cái show Hà Nội. Đâu rồi, cái bóng nó đâu rồi? Rồi bây giờ bên kia một cái bóng đen đó. Hình như là nam hả? Em thấy giống bạn Phúc nè. Cái mắt cũng giống bạn Phúc đó. Giống nè, em nhìn đang đào. Đâu đào bây giờ là anh vậy? Tóc dài. Chúng ta sẽ chờ đợi sự bất ngờ này. Còn nãy giờ thì và em nghĩ là mình không tranh thủ được để mà trong cái thời gian giả dụ mình để khách mời hát của mình vào trang điểm thay đổi cấp thì em nghĩ là không kịp, bởi vì anh biết không, hôm trước em chỉ làm sương sương thôi, mà từ lúc em tới chụp hình sau em về em làm và tới giờ em diễn là 10 giờ 4 giờ đồng hồ cho một cái tập track đấy, nên là em làm vậy không chắc là sẽ không làm phát huy, nhưng mà em sẽ suy tính xem là nếu như mà kịp. Nhưng mà với cả là em nghĩ là khi mà mình mọi người tạo, tại sao là từ sau khi em làm mình ảnh Miranda tới giờ em không làm lại nữa, là tại vì thứ nhất là em nghĩ là khi mà mình trở thành một nhân cách khác, một con người khác, thì bắt buộc âm nhạc của mình nó phải dành cho những người đó, là Miranda phải hát nhạc của Miranda chứ Miranda không thể là hát giống người được, đúng không ạ? Cho nên là nó rất là sai trái. Nên là khi mà đã hình thành một cái màu âm nhạc riêng cho cái nhân vật đó, để những mình cần tham gia và cần những cái chất lượng nhạc khác, màu sắc khác hơn là mình rất là gắn liền với cái chủ Trung Quân. Nên là em đang rất là đắn đo, không biết là mình có nên đưa cái hình ảnh đó ra không, tại vì thực sự ra là em chỉ diễn với cái nhân cách đó có một lần thôi, và dấu ấn dành để lại cho mọi người nó không có quá là sâu đậm và không có quá là để trở thành mọi người quên mất một Trung Quân đi. Nên là em nghĩ là khi nào mình cảm thấy phù hợp thì mình sẽ trở lại. Không phải là một cái bước ngoặt gì cho sự nghiệp âm nhạc của em nữa.